trang phục màu đỏ nổi bật khoe vòng một quyến rũ. Trong khi đó, Phương Oanh thanh lịch trong chiếc đầm trắng dáng dài nhưng vẫn gợi cảm với thiết kế trễ vai. Với vóc dáng thon gọn, gương mặt đẹp cùng thần thái cuốn hút, nữ diễn viên hướng dương ngực nắng và hương vị tình thân chinh phục mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp kiêu sa, đặc biệt trong những shoot hình cận mặt. Ngoài khả năng diễn xuất tuyệt vời, với những lợi thế về gương mặt và vóc dáng, hai người đẹp luôn là cái tên được nhiều nhãn hàng thời trang săn đón. Cả hai cùng chọn kiểu tóc dài được uốn bồng bềnh tăng thêm vẻ sang trọng, thanh lịch cho tổng thể vẻ ngoài. Phương Oanh từng tiết lộ, dù đạo diễn không yêu cầu, nhưng cô đã thả cân nặng để có tạo hình nhân vật nam hương vị tình thân tự nhiên, gần gũi. Vì thế, nhân vật của cô đã được khán giả yêu mến đặt cho nhiều biệt danh dễ thương như Nam Giò, Nam Nọng. Nữ diễn viên cũng cho biết sau dự án phim kết thúc, cô vẫn chưa trở về được cân nặng cũ. Ở ngoài đời thường, Phương Oanh và Hồng Diễm đều có gu thời trang tinh tế và thường chuộng những trang phục cá tính, tiện dụng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.